Rồi chào các anh em, thì chào các anh em của Thủ nha. Thì xin giới thiệu với mấy anh em lẩu mồng mẫu lòng mẫu số 11 nha anh em, lòng mây ha, thanh mềm mây inox khoan qua đó, inox khoan qua. Thì cái mẫu này là mẫu số 11 nha anh em đó, thì gồm con lúa cũng như ấy, khơi đựng phân rất là kỹ. Thì mấy cái lòng này, mẫu lòng này anh em thấy không, làm ở đây nè có cái dành ấy nè, nên đó, anh em xài anh em này nuôi trong nhà rất là ok nha, nó không có bay lông hay rớt cái dĩ hết hả, chứ nó không có bay lông nha anh em, ít bay lông ra lắm. Thì cái lồng này hiện tại là cái lồng mẫu số 11, mẫu số 11 là cái lồng này nang ở trên đây là 2 nang, thấy không, rất là dày đó. Anh đến đây thì mình làm 2 nang để cho nó dày nè, nó cứng lồng với đựng chim đừng. Nói chung cái lồng này rất là cứng anh em, nói chung cái lồng này anh em có khả năng là có thể là ngồi chỉnh được bình thường á đó, không có cứng, xài rất là bền ha. Thì cái lồng này thì nó cũng có 2 loại, một loại size 30 với một loại 30 và size 36, thì có áo lồng kèm theo vậy luôn, hay con nước con lúa vậy đó. Rồi anh em nào ví dụ muốn mua thêm theo kiện thì mua, mua kêu kiệm gắn thêm thì tính tiền thêm nha anh em. Ví dụ như mua ghế thì một tính một cái 10.000, còn ví dụ như anh em mua mà anh em mà cái 10.000, ví dụ anh em mua thêm các phụ kiện khác, ví dụ như là cống bằng nước bằng dừa hay về cống bằng dừa thì là cống nước cống lúa bằng dừa thì thêm tiền nha, thêm cái 30.000 nữa thì tùy thì anh em mua, tùy thì em đặt. Còn cái giá lòng của mình đó, mình sẽ nói cái giá lòng này bao tiền ship nha anh em nha. Cái lòng này á, hiện tại là cái lòng này 20 nè, 30 này nè, cái thứ ấy 11 này nha, là 290.000 bao tiền với ship luôn nha anh em, bao tiền ship đó, 290.000 bao tiền ship, làm rất là đẹp nha anh em. Thấy chưa, rất là đẹp, rất là đẹp. Đó, lòng rất đẹp không. Rồi còn cái này, lòng cái này ví dụ là lấy trường hợp lấy cái này là 320.000 bao tiền ship nghe anh em, size 36 là 320.000 bao tiền ship đó, bao tiền ship 320.000. Thì anh em cứ alo ha, anh em cứ alo số điện thoại, nếu anh em nào mua cái ông cầu alo số điện thoại mình cho hàng toàn quốc anh em, dùng hàng nhập gì rất là nhiều, anh em cứ an tâm nha, có là đặt hàng là giao hàng liền cho anh em à. Đó thì cái thanh này nói chung là mình vẽ ở đây để làm kiểu mãi ha, anh em về không thích thì vẽ lại, thanh này vẽ được không sao ha. Đó. Rồi các bạn anh em đặt hàng thì liên hệ số điện thoại mình sẽ để trên tiêu đề clip. Đó, mình giao hàng toàn quốc, ở đâu thì cũng giao được hết trơn nha anh em. Thì nước ngoài thì hơi khó giao, lòng hơi bự thôi, nước ngoài thì có thể giao các mặt hàng nhỏ nhỏ thì giao được, còn mặt hàng hơi bự quá ha, hơi cùng cạnh nó khó giao. Rồi anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha, anh em mua thì nhớ nói đầu mẫu lòng 11 báo giá, giá thì mình đã nói sẵn rồi đó, 222. Giá cái này á, thì hiện tại là 290 và 320. Rồi xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha.